Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Tuy là nước là nước lũ nó đang tràn trề như vậy, nhưng nếu như chúng ta cứ sử dụng nước như là hiện nay, thì không biết chừng nào chúng ta sẽ không còn nước nữa để mà sử dụng. Hàn Quốc họ cấm những công ty đứng ra tổ chức các cái tour du lịch giá rẻ. Mục đích của những cái tour này nó không mang lại cái niềm vui, sự thụ hưởng tốt đẹp cho những người du khách bên cạnh những cái vải mà bằng bã cà phê hay là vải làm bằng sợi sen bằng bột bạc hà vân vân bây giờ có một công ty việt nam đã sản xuất công nghiệp được vải từ sợi dứa chào các bạn đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo hữu kim hạnh Như các bạn biết, đó, chúng tôi nhận tin của cái đoàn mà đi công tác cứu trợ ở Lào Cai đó, thì thấy là trời thì đã sang thu rồi, gần lập đông rồi, bắt đầu lạnh rồi, mưa lại kéo dài và nước lũ thì tràn trề và sạt lở cũng rất là thường xảy ra trên các cái cung đường. Đó là hậu quả của biến đổi khí hậu và một tình trạng khác nữa là bị thiếu hụt cái tài nguyên nước tuy là nước là nước lũ nó đang tràn trề như vậy nhưng cái tình hình chung của đất nước chúng ta là sự thiếu hụt tài nguyên nước và nếu như chúng ta cứ sử dụng nước như là hiện nay thì không biết chừng nào chúng ta sẽ không còn nước nữa để mà sử dụng vì vậy cho nên có những công ty người ta suy nghĩ lâu dài về tương lai của cái môi trường. Họ phối hợp với lại chính phủ để làm những cái công trình bảo tồn tài nguyên. Thưa các bạn, kênh Việt Nam thực hiện cái việc bảo vệ cái tài nguyên nước ở trên ba cái lưu vực sông lớn là sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai. Đây là một sự hợp tác giữa Heineken Việt Nam và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tên là WWF. Tôi thường thấy sự hợp tác của WWF ở các tỉnh ở phía nam của đồng bằng sông Cửu Long như là Trà Vinh, như là Cần Thơ, vân vân. Và trong cái sự phối hợp này thì ngoài tổ chức quốc tế về bảo vệ thiên nhiên này còn có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam. Công trình này là Heineken Việt Nam đã bỏ ra 30 tỷ đồng để bảo tồn được 3 tỷ lít nước sạch cho thiên nhiên của Việt Nam như vậy chúng ta thấy là bên cạnh cái việc họ trồng rừng, họ góp sức bảo vệ cái hệ sinh thái của thiên nhiên đó thì họ còn làm một công việc tích cực hơn là bảo vệ môi trường nước và phục hồi tài nguyên nước ngọt. Ba cái cách mà người ta tiến hành là nâng cao cái nhận thức của người dân về cái tầm quan trọng của cái việc bảo vệ tài nguyên nước thứ hai là bảo tồn cái hệ sinh thái để từ đó nâng cao chất lượng của nước và thứ ba một cách thiết thực nữa là cung cấp nước sạch cho cái người dân ở địa phương như vậy á, là đây có thể nói ví dụ như mình là một công ty kinh doanh thì mình phải nghĩ tới lợi nhuận hay là doanh thu cho nó càng ngày nó càng gia tăng thì ở đây chúng ta lại thấy rằng doanh thu ở trong cái công trình này là một cái doanh thu rất lớn có cái giá trị lâu dài và nó có một ý nghĩa sâu sắc đến bảo vệ một cái nguồn tài nguyên của thiên nhiên mà hết sức là cần thiết cho cộng đồng ở địa phương tôi xin được giới thiệu với các bạn về một công trình lớn như vậy Câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe hôm nay là có một cuộc thanh tra bí mật của nhà nước Hàn Quốc. Sau một khoảng thời gian thì cơ quan nhà nước mới bật mí rằng họ sẽ cấm các cái tour du lịch giá rẻ mà chủ yếu những người đi du lịch này là người Trung Quốc và người Việt Nam thưa các bạn họ không có công bố là cuộc thanh tra bí mật đó nó diễn ra trong bao lâu bởi vì nó là bí mật tuy nhiên nó là thanh tra và người ta có những cái số liệu khá là cụ thể cho cái việc điều tra này các bạn có nhớ là có lúc sau covid chính quyền của trung quốc họ làm áp lực với lại một số các cái nước lân cận hay là các nước đông nam á và có thể trở thành những cái điều kiện đàm phán là tôi sẽ cấm hay là tôi sẽ cho cái du lịch của cộng đồng đi đến nước anh hay không tức là du khách của trung quốc họ đi đến đâu với một cái số lượng rất đông đảo ăn uống tiêu dùng là một thu nhập rất là đáng kể đối với lại những nước mà đón nhận những cái đoàn khách tập thể của trung quốc và bây giờ mình nghe là người ta cấm những cái đoàn khách du lịch giá rẻ như vậy thì mình hơi ngạc nhiên và người ta cấm như thế nào làm sao cấm được người ta xin visa và người ta đi thôi thì thưa các bạn, bộ văn hóa thể thao du lịch của Hàn Quốc họ cấm những công ty đứng ra tổ chức các cái tour du lịch giá rẻ. Và khi không còn những công ty tổ chức du lịch giá rẻ đó thì làm sao hình thành những cái tập thể để đi du lịch với lại những hoạt động mà chính phủ Hàn Quốc người ta cho là không có lợi gì khi tiếp đón những cái đoàn du khách đó họ làm gì? Thưa các bạn, thường những cái tour du lịch đó theo thanh tra công bố đó, là nó kéo dài trong 4 đêm và 5 ngày và những người du khách đó được đưa đến các cái cửa hàng mua sắm đó thì ở đó người ta bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và quà tặng. Đặc điểm của những cái món này là nó không rõ nguồn gốc và nó cũng không có rõ cái hạn sử dụng vì không có rõ nguồn gốc và không có rõ cái hạn sử dụng, tôi tin là những người làm thanh tra du lịch họ thấy rằng cái điều đó không có lợi gì cho những nhà sản xuất của Hàn Quốc bởi vì nếu là sản phẩm của quốc gia họ phải có nguồn gốc và phải có cái hạn sử dụng cho nó nghiêm túc và thanh tra về du lịch của Hàn Quốc người ta cũng công khai như thế này những tour du lịch đó là để thụ hưởng cái sự đầu tư rất công phu của chính phủ Hàn Quốc cho du khách hiểu được về văn hóa, thưởng ngoạn văn hóa và những cái cảnh trí, những cái lễ hội rất là đẹp và kể cả những kiến thức về lịch sử của Hàn Quốc. Như vậy mà rốt cuộc những cái tour này thì nó được thu gọn lại hoặc là người ta chỉ nhán qua một chút các cái địa điểm lịch sử hay là các cái hoạt động văn hóa, còn chủ yếu những cái người tổ chức tour này là họ đẩy du khách vào trong những cái cửa hàng. Chúng ta mới nghe là ồ tại sao họ lại tìm cách là họ hạn chế du khách đi đến các cái nơi mà bây giờ họ đầu tư biết bao nhiêu từ phim cho tới thực phẩm cho tới các cái lễ hội để mà thu hút người tiêu dùng thì tại làm sao họ lại cấm thưa các bạn nguyên do nó khá là rõ ràng tức là cái mục đích của những cái tour này nó không mang lại cái niềm vui sự thụ hưởng tốt đẹp cho những người du khách và khi anh đến một quốc gia anh không có thấy được cái gì về văn hóa hay là về lịch sử của người ta anh chỉ mua được những cái mặt hàng cái lúc mà ở đó đó là anh nghe quảng cáo nó cực kỳ thú vị luôn và khi anh về nhà thì anh mở ra anh thấy không biết hàng của nước nào cũng không biết cái đát là tới chừng nào nó hết thì ôi thôi là một cái ấn tượng nếu như là nó không phải là quá xấu thì nó cũng không có cái gì sâu sắc đối với cái đất nước mà mình đến du lịch cả tôi xin được giới thiệu với các bạn về một cái quy định mới cũng hơi lạ đối với lại chúng ta là không có đón mừng du khách mà lại ngăn cấm những cái công ty du lịch giá rẻ tổ chức để gây những cái ấn tượng không có tốt đẹp cho người tiêu dùng như vậy. Tôi xin được tạm dừng câu chuyện ở đây. Câu chuyện của chúng ta là một cái sản phẩm mới có cái tên là vải dứa sinh thái. Hôm nay tôi nhận được một tin vui là có công ty sản xuất công nghiệp được vải từ sợi dứa mà như vậy tức là vải có gốc là thực vật sản xuất công nghiệp thì thưa các bạn là phải đảm bảo các cái tính năng nó nhất quán để có thể đưa ra tiêu thụ được. Và chúng ta thấy là vải dứa theo như là thông tin tôi nhận được là nó bền, nó kháng khuẩn và kháng cả tia UV. Như vậy thì bên cạnh những cái vải mà bằng bã cà phê hay là vải làm bằng sợi sen, bằng bột bạc hà vân vân của Fastling mà cách đây không lâu tôi có nói với lại các bạn thì bây giờ có một công ty Việt Nam đã sản xuất công nghiệp được vải này và đó là một cái tin rất là vui. Cùng với lại tin này những sáng kiến mới về các cái sản phẩm sử dụng các phụ phẩm hay là các cái phế phẩm trong nông nghiệp như các bạn biết là nước Nhật á, là họ có rất là nhiều con hào và con sò điệp vỏ hào thì hiện nay người ta đã may được những cái áo blazer tức là áo vest mà không có lót hình thức là vest nhưng mà nó nhẹ và nó năng động hơn thì áo vest nữ hiện nay làm bằng cái bột vỏ hào đã bán ở trên thị trường của nước Nhật đối với lại du khách người ta muốn tìm một cái áo mặc bảo vệ môi trường thì đây có thể là một thí dụ nó khá là hấp dẫn sản phẩm này được đưa ra thị trường bởi công ty Aoyama Trading và cái chất liệu chính mà họ làm là seaweed si chữ wool ở đây là len thưa các bạn bột từ cái vỏ hào đó là nó chiếm được ba phần trăm của tổng cái nguyên liệu sử dụng và người ta cũng vẫn còn phải sử dụng 70 phần trăm polyester nhưng dầu sao thì thay được ba phần trăm cũng là một cái bước khá là triển vọng sơ mi mà cùng với lại vest may bằng cái vải này thì nó không nhăn đó là một điều rất quan trọng Tại vì như các bạn biết nếu mà chúng ta du lịch Mà chúng ta bỏ cái áo vest vô trong cái ba lô Hay là cái vali nhỏ xong rồi tới nơi mình vũ một cái mình mặc để mình tung tẩy đi chơi Cái mình phải ngồi mình ủi hoài Thì đúng là nó rất là không có hấp dẫn gì hết Nó mềm, nó không nhăn và nó chống được tia cực tím Đó là các áo vest của Nhật mà được đưa ra thị trường hiện nay. Ngoài ra thì cái vỏ của con sò điệp đó thưa các bạn là một cái loại hải sản khác có cái số lượng được tiêu thụ rất nhiều ở nước Nhật. Hiện nay là họ một năm như vậy họ có tới 500.000 tấn vỏ sò điệp. Và cái vỏ này thì nó chiếm hết 50% tổng trọng lượng của một con sò và có một điều rất thú vị là người ta đã đem cái chất bột của cái vỏ sò điệp này người ta làm ra chất sơn móng tay thưa các bạn sơn móng tay thì lâu nay nó cũng có một cái trong quy trình là người ta phải dùng acetone để người ta tẩy phải tẩy cho kỹ thì đặc biệt là sơn móng tay từ cái bột vỏ sò điệp này người ta chỉ cần tẩy bằng nước ấm thôi và như vậy công ty yamajin của tỉnh aomori đang độc quyền ở trên thị trường cái chất sơn móng tay cũng khá là hấp dẫn này như vậy chúng ta thấy công dụng của những phụ phẩm phế phẩm bây giờ không chỉ có là góp sức cho thời trang mà còn góp sức vào tạo ra những cái chất để mà chúng ta làm đẹp hay là các cái món hàng gia dụng trong gia đình câu chuyện của chúng tôi tới đây xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại các bạn trong năm phút tiếp theo